người có tin được bây giờ đang là 6 giờ không? 6 giờ tối mà trời sáng như là 6 giờ sáng ấy, nắng vẫn chói chang luôn. Bây giờ mình đang ở Cupertino Main Street. Hôm nay là ngày trong tuần, hôm nay là thứ 3. À, mọi người xem này, bãi đậu xe kín mít luôn. Ở Mỹ những cái nơi mà tổ hợp vui chơi như này người ta gọi là Resident District, thì là bao gồm là cả dân cư ở. Thì mọi người thấy đằng xa xa kia kìa, là cái chỗ, những chỗ chung cư mọi người ở. Thì là xung quanh là sẽ có những cái nhà hàng, rồi là hầu như là nhà hàng quán ăn. Bên này có một quán xúc xích Hàn Quốc, quán đá bào Hàn Quốc. Ở đây có vẻ đông này. Đây là quán kem sumi. Bắt đầu từ đây mình sẽ vào đây mình thử bánh cá Hàn Quốc. Bắt đầu vào đây. Hi, can I have just two Thai iced tea, one red bean and one taro flavor. One red bean, one taro. Anything else? That's all. Có tổng cộng là 5 vị. Mình gọi hai cái thôi để bụng tí nữa còn ăn cái khác nữa. Vỏ bên ngoài thì nó giòn, ở bên trong thì nó vẫn còn ướt, còn hơi ướt. Cái nhân này cảm giác như là ăn chè đậu đen của Việt Nam. Nói chung là ngon. Ngân hơn ngọt. Cái này là vị taro, vị khoai môn. Một khoai môn thơm. Cảm giác như là khoai môn này họ trộn với mấy kiểu nước cốt dừa, mùi thơm, mùi rất là thơm, thơm thơm kiểu sữa nước cốt dừa. Giờ là 7:30 rồi mọi người mà trời vẫn sáng như là ban ngày. Có mùa hè là ở Cali là sáng, ban ngày sáng lâu ơi là lâu. Ban ngày kéo dài thì phải đến 8 giờ, 8 rưỡi tối mà vẫn sáng như thế này. Bây giờ là 7 rưỡi mà vẫn sáng tưng luôn. Sáng trưng. Và điểm tiếp theo chúng mình sẽ đến đó chính là quán gà rán Hàn Quốc. Thấy mọi người bảo đây là một trong những quán gà rán có nổi tiếng và lâu đời nhất ở Hàn Quốc. Quán tên là Pelicana Chicken. I get you any drinks to get started? Can I have one Coke? Coke. And one water. Trong này mở nhạc hơi ồn mọi người ạ. Trong này hơi ồn. On the side. Would you like half or both chicken? Half. Mình vừa gọi một nửa con gà vị nguyên, vị original là vị tổ nguyên bản. Ở đây có hai vị, là một vị nguyên bản và một vị crispy, là một vị giòn, giòn kiểu giống KFC. Và mình gọi sốt là smoky hot. Oka chi. Và hai cái đĩa miễn phí, một cái là củ cải muối, một cái là salad. Nếu mọi người ai đến đây mà gọi cái smoothie sốt ấy thì nếu là gọi, nếu mà họ để cho riêng ra trong, để riêng ra bên ngoài. Lần trước mình ăn ở đây thôi, mình bảo họ đổ luôn sốt trực tiếp vào gà ấy. Nó cay kinh khủng luôn, nó cay lắm luôn ấy. Còn ấm nước mà nó cảm giác nhào nó tươi.
ngon, bên ngoài giòn, không quá là nhiều bột giòn, ngon. Điểm tiếp theo của mình đến sẽ là quán xúc xích Hàn Quốc, gọi là Miêng Rang. Đây mình đang đứng trước quán xúc xích gọi là Miêng Rang. Quán này thì họ chỉ bán mang đi thôi chứ không có chỗ ngồi, nên tí nữa mua xong mình phải kiếm chỗ ngồi để ăn. Ở đây thì hay có những cái ghế như thế này, mình có thể ngồi ngoài ăn. Qua nóng mà hôm nay còn nóng kinh khủng luôn mọi người ạ. Hôm qua là 30 độ mà hôm nay phải là 33 độ. Mình gọi một cái xúc xích vị là hai loại chi khác nhau, một loại là mozzarella và một loại là cheddar cheese, và cái sốt là cheddar cheese ở bên trên luôn. Bên ngoài thì họ có phủ một cái lớp như kiểu là một cái lớp bột chiên giòn, bên trong thì là chỉ có nguyên chi không thôi. Trời quá là nắng, bây giờ mình sẽ vào kiếm một cốc chè hoặc là cốc trà sữa gì đấy. Bây giờ mình đang đứng ở trước Midfresh. Quán này là quán trà sữa của Đài Loan. Hôm nay nóng nên là mọi người đi ăn chè đông, mình là phải đi chè đằng sau mình. Xong thì mình có nhập số điện thoại, nếu mà khi nào mà họ xong thì họ sẽ nhắn vào số điện thoại của mình để mình ra lấy đồ, thì mình sẽ ngồi đợi. Hôm nay trời nóng nên mọi người đi ăn chè rất là nhiều. Đây mình vừa kiếm một chỗ ngồi gần cửa sổ. Lạnh quá. Mát thì đâu vậy? Tôi đang nóng vào đây, ngồi có điều hòa xong chè mát nữa. Mát quá. Thạch này thì mình thấy không khác thì cái thạch sinh sáu của mình lắm, nhưng mà mỗi tội là cái này mình cảm giác nó lỏng hơn cái thạch sinh sáu của mình. Cái chè khoai này thì mình dẻo dẻo dai dai. Đậu này thì giống đậu đen bình thường thôi, giống chè đậu đen bình thường của mình thôi, cũng không có gì đặc biệt lắm. Mình đã đông thế mà mọi người ăn vèo hết là đi hết rồi. Nếu mọi người đến đây mà cũng gọi chè, cái loại chè thạch đen này, thì mình nên gọi cái loại ít đá thôi. Nếu mà nhiều đá thì nó lạnh lắm luôn. Thì phía bên này là phía mà mình vừa dẫn mọi người đi một vòng các quán châu Á. Bên này tất cả là quán châu Á. Ở đây có quán cà phê, Phiêu cà phê cũng khá là nổi tiếng. Thỉnh thoảng mình cũng ra đây ngồi. Buổi sáng cuối tuần ấy mà không biết đi đâu thì ra quán cà phê ngồi. Bên này họ cũng có những cái ghế như thế này, mình có thể ngồi dọc ở bên này. Mình ngắm mọi người đi qua lại. Ở đây có một bãi cỏ cho mọi người, cho trẻ con chơi hoặc là có người thì dắt chó ra đây chơi. Phía đằng sau này sẽ là một loạt các quán kiểu Tây, rồi là có cả quán lẩu Hajilao nữa, một loạt quán ở bên này. Thì hôm nay thì mình sẽ dừng video ở đây bởi vì là quá no. Thì mình sẽ dừng video ở đây và hẹn gặp lại mọi người video sau.
Mọi người đừng quên là nếu mà thích video thì nhớ cho mình một like. Đừng quên là nhấn subscribe kênh của mình nữa nhá. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye.